Ok, thì đó, tôi lấy là cái vào lại bảo mày, tôi lấy là cái nào đó, cái nào đó, cái khai xem như này ạ, ông miền mũ nè, sẽ có gì ạ, ồ, xin xem mũ, bởi lùi nhé, thế là rồi đó, đi bảo mày, đi đó, chỗ đó đi bảo thì đâu bảo mày, rồi đó bảo mày, đó đi, tôi lấy là cái này, ồ, xây nguyên giáo vụ là cao mày, cho này là xây được, họ đi, là biển phí này là lùi cho đồng nhỏ lên bảo này, đi đó sao đây hả, chỗ đó lúc, đi cơ lê tèm như cao thì sao mày, đó, chỗ đó lúc, nhưng mà này cái mà tại vừa phổ này gì cháu tại vừa rồi đó cái là đàn gì cháu tại vừa cháu trộn sao các khảo cụ đó thì tao khổ bởi vậy tao mất khu lộ đầm như càng to đâu bảo đó thì cái anh là tây sẽ cháu sao nó sao càng khả năng tôi đủ đó khả năng đâu bảo đó mẹ đó họ nó cài đó cao sợ bị gì thì chạy số qua số chín này nó cài đó cao sợ mù vùng mũi trôi đi lên này chờ đấy anh nhé khả lộ cho nó lộ tại vì tao phải mình giáo dục lý thẳng một cái nó tại chán tỏi do bị mẹ sẽ có sao hả nên này cho anh nhé cả một phía làm mẹ nịt hầu cao quay trên luôn cũng muốn châu đấy sẽ cùng muốn chi đều sẽ khởi đồ đi vào thì là phơi đồ thì là cho lại đấy để chu đi để cho cho lại rồi đeo alo tin này nó thì đó áo chị giờ chi để nó thật thì đừng nhưng mà phía là áo nên em cho áo ở dưới dù là PRP được cái nó để phía là đấy đó đó lê bẹ cứ là đẹp nhất gì cháu tại vừa mở cháu cho sao các con như tâu đó đấy rồi đấy sành này đó thì đèn này cho cáo sau này thì đừng mới lâu đâu anh làm chú thao vào luôn giá khách đã được ổn rồi mà nó tiền đã đi phép mà không phép mà là tiền mà nó sụt đổ mà thảo vũ sụt số tài này thiệt đấy nó lẽ ông người ta để tiền vô lùi vào đấy à thấy lùi gì gì à đào mới xem ra đây đó thì chào bác anh thì kem đó thì đó anh là tây bi đen nào mà tay ra nên mình sắp tay lên luôn này đấy sắp tay hả đó là sắp nó thao nó sắp được cục quản lý mà nhìn nào tôi phải sắp nó sẽ khổ đó à tôi anh thì nó ở trên biên này là tôi đưa để thì nên cha phe anh phổ là đã ông gia đình là chi tiền đấy là ra cho nó chi mà cho nó năm mà thép rồi mà domino phát lộ tất sen trên là này bị domino phát lộ màu của cái nhà nó nhiều của cái nhà này đầu tay này cái khu chiến trường cho này bị đó cái đó có sao luôn tại sẽ thằng nào cho anh là sao nên là ngoài như này lên đây cho đầu sẽ có sao nó ở dưới bộ khu gia lai được ông sao hả nó để phụ trách vì khu gia lai đầu của cái xí chủ tôi chủ luôn bảo vệ bảo vệ anh nào hả lấy được chú khải nhà đó tỷ lao được anh nào chỉ thiệt to đấy đó khu à AI đi vào thì khi mà sao thị trường tuyến chủ luôn vậy khi sao là bảo đó cú mi là nhớ bao giờ thị trường tuyến chủ thiên này đấy thì đó bảo biết anh nào thiên nào bị rồi thị trường tuyến chủ tầm mà hả anh nào biết mà cao màu anh đâu bảo vậy đó tỷ lao đấy anh nào gì thiên là bí đó đến lưu chú cái là anh nào ví mà sai về thao là đó tỷ lao đấy anh nào gì thiên là ý ở khu luôn luôn ok anh lên đây cha đấy bảo mà nó à sao cái đấy à trên kia cha sao này anh nào ví mà sai đó đấy tất cả cháu tôi sao có phải cú đấy tầm màu tâu to là vậy đó miếu kem to rồi vậy đó thì bơm mà cho nó chắc có gì tôi đó 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 giờ khai mẫu đi bù bù sát sát mì vào rồi nhá tôi đọc sát đây này thằng tôi vào vào đấy đó mang đây lên mà giờ khai cho to đi vào đi rồi đó giờ khai mẫu đi vào đi cho to đi ổn này cho rồi đúng như vậy mẫu đi vào phản đi đấy sao vậy đi lại kem này là tôi vào đấy đó tại mẹ đúng như vậy vào đây mẫu đi mua rồi cho nó tôi đọc sát tiền cái đó tôi đọc cái này xuống đấy nó khen nhau vào đi đâu cái này xuống đấy nó phía ao bên đâu cái này xuống đấy cho nó nào sắp tới này chạy cho tiền hả bà đại mẹ ồ pi video mà pi video mà chia sẻ tiếng nó tít tắp video đấy tiền mi cho tốt đẹp hả bà đại đó nào chia đây thì đừng nuôi báo tin mua hả và từ xa lâu kể đấy và tài dư vừa lụa tâu trang kể đấy tin mà bảo thì đó cho nó sẽ là nhỏ cháu tổ mưu gọi nó cháu tổ mưu ăn thì gọi sẽ có thịt tạ mì tao du đi sẽ tuyển sự cháu này chơi mà đó tôi đâu mà khai chi mà khai tạ sẽ có gì trên này đó việc khai mà xấu đầu nó tù thì phê bồi con ấy xem mà cháu tôi cũng lên đồ lai ở đây chơi sắp các cô thằng nào cho anh em biết tao du lịch tao vào này lấy ra cho tên phone nó xem này nó sẽ tìm hiểu bố sao cái này thì ý lên đây cho bộ mà cả ô đồ speaker này ô này đâu nó cài đó cái sao khi chiều đó là có sao đấy đó đâu có mấy phim nhiều đâu có lên đây mà cho nhiều thì đó anh được thiệt đó thì phải có gì nhiều máy đi rượu đi rượu bầu đi nè ở bên gì đi nè đâu mà cả cái thế này đâu á đó thì mà lại biết sao sao bị đấy xe tempo tàu gì đấy thì nên nên nhiều bị nó cho tempo đi rồi xe tempo đi vào tiếp sĩ cầu vào này cái là tạm biệt tiếp theo tempo nó sửa gì em mà thì tất cả cho bay đi nè xe tempo ba cầu nhĩ ảo gia lai để được tiền này đó nhĩ ảo lâu bị rồi gia lai đấy ý gì chẳng cho nó xin khám vào cái từ nói chi đi đâu cho nó đi đi mà các con tuy này đó thì đó cho tôi gì đã tại vừa sẽ có gì tập gặp cho là xin xếp phần này u thì sau kia là đầu tiên rồi đấy ta tuyến mở lại nó mỹ là tôi nói đi cái dây chi dây khe khe đẹp của nó ta đi họ đi cả tam mà mu lá cài bù mu châu đều ở dưới du khách thì mà ở dưới sao sao như này cô ta hiện của
thì anh ấy chỉ là được có sao đi ạ, tôi ẩm mò đó có xem mò đấy ngó đúng rồi là tôi thảo lấy đó đấy tôi đưa luôn lúc vào đây này ngó đúng tôi sẽ tìm làm tivi số đấy à tôi này cô ta gộp tiền nên trả lại đó bảo ý ạ lâu ạ thật ra thì bảo nó là tôi thảo mà vào nhà tôi không biết mà biết làm mà không à không biết bây giờ toàn này cô cháu bị đó cô lưu của nên trả tập lại đó cô lưu cô ta gộp phía xí lại đó đó thì lần nữa gì ai thì lần nữa trên này là bảo về tôi biết thế chạy đấy chồng ấy thu chui khám mà đó đi bộ mà đó sẽ ra các bảo để quan bên đây bảo đó thầy đang bổ cho để đi bộ mà phi trên này bộ chạy một chiếu nó ngoài nọ tao mà kiểu cầu cứu ai khám vượt đây vụ đó nó ở trong sông này đã bao giờ mà xí vũ đó ra luôn cho nó alo ở tuổi đó thì lớn lớn nhìn anh này để ta chết ra tù để khai ác khai để trên này miêu trông là bảo đó đó đi ha alo ti đấy show về chết bảo vệ hai đứa về bảo mà thì nó sẽ có sao à đó thì trên nếu ở dưới bộ kẻ vụ ta tới mà sao cũng người thành đi bị vào đấy đó thì được nước hết lộ từ sau lộ sẽ có sao đó ở tay ông bác cô gần đi từ sau tôi đi ở tay ông bác nhiều blacklist đã chơi vụ sẽ có sao họ tôi đưa về nó nhiều sâu mà cho cái đó em bảo lúc bà mà ở tay ông bác cái bị mình mới siêu u em bảo lúc đó khai đẹp đó ở đâu tôi bảo gì đó mới siêu đâu blacklist cái tội đó em bảo lúc nào cho quẹt tội gì nó từ sau là mà hậu anh được cáo sao nên đi là tivi lên luôn vào thì tôi thấy nhiều số mà cho đi đó từ đến mà chi rồi giờ đấy tôi đổ số số trên này bảo vệ cô lù cổ thì lù mình lấy cho bạn lâu gì rồi tôi đi là từ sau đấy hoàn nên đi là ai mà chịu đó giờ đấy premier tôi ăn mặc chỉ đi vào brand list tại vì rồi à phải tay vô lâu này rồi đó thì ông nên nên là mình nêu việc thì rồi tập phát lên này thì tôi xem một đoạn video tại tôi sẽ có gặp hàng đi đấy tại tôi sao quên đấy quên đi để học đi đấy tôi phải học đi rồi mà vì tôi dễ đi mà đi ăn lâu học đi rồi đó thì tôi sẽ mua được ubi là tôi nói rồi đó ha đi cả sẽ đặt lobby để lấy cái đầu đi tao quên tao quên phải đi bê bộ ở quán xe nào vậy đi bộ mà giờ khai mà sẽ show mua nó ai dùng cho họ nhớ lấy cho là bảo vệ vì rồi nếu không là sẽ đi vào đấy qua lâu khai đi rồi đã là ok nó bùng đi cùng đi gọi thì sao cũng nhớ là tôi đi à là tôi lo miếu can khai đấy trên nhiều tao áo mê tòa bị rồi nó người ta biển cho tòa bị ô ngã đâu không gì về số bị rồi ngã đâu ba tuổi ngã đâu ba tuổi số bị rồi nó không gì bây giờ số bị nó mà chào vào khi nó này chạy về ngã đâu ba tuổi do yêu vào xe bộ xe tết trên này vào bị nó đào hà đấy chơi chơi chồng nha đấy mà mới xin vào cho nó đưa rồi nhìn thì tin thì được đâu rồi thì được nó bị ảo thì gọi đó là giống mà giờ sẽ làm mà bảo vệ đó cho nó ô tao mai cái ba tao mai đi mà xin vào đấy ta lên khem mà rồi sao ta đi đò gạ nó bỏ chỉ biết bắt đi quên đi được bảo vệ nó chỉ thao này thế nào đấy chỉ thao bỏ xe gì trên mà alo xe gì thao gì khả năng đấy thao đấy bố khả gì đấy anh nào mà để biết ta khả gì đấy thao đấy mà gì cái đó có sao gì ta lên chém mà chém ta bảo gì chỉ thao mà nào mà biết khả đi luôn đi à quái ô cái này tin anh em biết cái mà có sao gì ta lên chém ta bảo gì chém mà bảo gì thì cái này tôi đâu đi được khai khai là tôi có sao rồi đó ta lên rồi đó mình tin vào là được rồi ngoài này bộ tàu đó cao mà đấy đó tùy cho là mía vào đấy alo đó đi ha thì chào bạn chị vào nên muốn nói nhau vậy tất tiền đi ở đâu thằng cái nào ở đâu có sao không đó anh đưa tiền mà tin đây vào bảo đó có sao thì ta lấy bao nhiêu ôi thì khả quan rồi khu đấy Apple ra đó sau đó đi đi đâu để cho biết ta tiêu bùi bỏ béo đó nếu mà sắp tới mà sau cái này giải khai để cho biết sẽ bùi mỏ thì trên bao lâu ạ nó ta máy tiền nhau mà ta quay đi được khi nào bảo đấy đi gặp biểu hòa gấu xe gấu thế mình đây giao kèm video nó bây giờ sắp có khóa sắp cố cho nó chậu nên lọc bị gây ạ giờ khai mà chiếm bây giờ ở bảo vệ bảo tố tăng biểu lâu về mình bia trao tổ tăng biểu lâu về đây của nó mình bia trao tổ mẹ u nó giống như bầu gọi y lên thế giao tôi bị thiết bỏ đấy giờ em bia giờ tới đảo y lên thế mà trao được cho anh thì thôi sẽ tùy nè nó vai tay sẽ thằng nào chậu a giờ khai trao đổi wifi bay su khả này này đó nó sâu sâu ta mẹ hi được online đảo này cho mà bảo nên em mới chạy nó mẫu trên thẻ đi mà bảo đó đi trên này mà ai lưu điện tivo lưu vào này đó mấy pin ra lại thì đi nơi chơi là thế từ tay lao là này thì do ai để mỹ chưa vào rồi bị rồi xuống thì này hay nói được mình lộ bụng thì nó đi trên này mà mà cái càng tuy bị rồi mà cái càng tí đến lúc đó ta xem mà bị ta du đi lại ta xem mà đó đó hả chị học cho cái đấy đó đó có sao đó cái cho là này thì thật cả cho là đó cái sao đó cái mà tiền là biết hàng thì ông sao cũng chào bị rồi nó đồ thu chưa là cô ta của tiền nên to là đó thì tiếp vô luôn vào đấy đó tiêu yên đi miếu này mù đi xin mà ghế thì chỉ là trao phiếu miếu này
တက္ကက55ရှိတဲ့ဘုဒ္ဓတောင် AA ရဲ့တင်မင်းကလေးဝါကိုရောက်နေပါပြီเนาะဒါဟာကျွန်တော်တို့မိုးမကြခင်လာမှတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောက်စီကင်းစင်ရမြေဖြစ်ဖို့များနေပါတယ်เนาะကြာဆုံးဖို့တေချာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်တီတော်တွေဟာเนาะအဓိကတိုက်ခိုက်လို့စိတ်ကြောက်နေတယ်ခေါင်းဆောင်တွေကသာကြိုးပမ်းပြီးမှကြာလို့အန်ကျိတ်ပြီးလုပ်နေတာเนาะစစ်ရခိုင်စစ်တီတော်တွေကဒီမုတ်တိုင်းလိုပြင်းထန်တဲ့ထုံးစစ်တွေအောက်မှာเนาะဒီတပ်ရင်းတပ်မတွေဟာအခွန်အရေးတက်တက်ဘာမှမရှိတော့လောက်အောင်ပျက်စီးတာပြီးတော့ကြီးကြီးလေတပ်ပေါင်းစုထိုးစစ်သူတို့ပြန်ထိုးခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာတက်ကောက်စီကကြီးကြီးလေအင်အားတွေစုတယ်မင်းပြမျိုးကိုပြန်ထိုးစစ်ဆင်တယ်เนาะမင်းပြမျိုးကြာရွယ်ပြင်ရွာမှာအေအေနဲ့စစ်ကောက်စီတပ်တို့တတထိတွေ့တိုက်တွေပြင်းထန်စွာဖြစ်တယ်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာအေအေရဲ့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစောင့်ဆောင်ရေးကြီးလို့ရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ပိုင်းကလေးကစစ်ကောက်စီရေတပ်တင်ဖော်တွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်အေအေထုတ်ပြန်ချက်မှာအေအေ info တက်မှာကြီးလို့ရတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော့အပေါကကြီးရွာနီးမှာဖေဖော်ဝါရီ9ရက်8ရက်ကအဲ့ဒီကန့်တက်ရေးရင်လေရေတပ်တိုက်ခိုက်ရေးလေနစင်းနော်အေအေဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာနေဗီဒစင်းကိုမင်းပြမှာနှိမ်မြုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာပြောချင်တာကနော်ကျွန်တော်များပုံမှာပြထားသလိုနောက်ပိုင်းမှာဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာစစ်ကူအဖြစ်လွှတ်ထားတဲ့ရေရင်လေးစင်းကိုပါဖျက်ဆီးနိုင်တယ်နော်ရခိုင်ရေပြင်စစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောက်စီနော်နယ်လံမထူထိုင်အောင်ရှုံးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်တဲ့လက်နက်စွမ်းအားအေအေမှာဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ဒီ29မီတာကန်ထိုးစစ်ရေရင်တွေမှာ50မမဒီဘော်ဖာတွေနဲ့25မမနော်ဒီတရုတ်တိုက်ပေါ့ဗျာ61ပေါ့ဗျာအဲ့လိုခေါ်လို့ရတယ်နော်ရေတပ်သုံးဆက်လက်အများတွေတက်ချက်ကတွေနဲ့တကွတပ်ဆင်တော့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်များထုတ်ပြထားတဲ့ဥစ္စာဒီအများတွေဟာ25မမဆိုရင် 3.5 ကီလိုမီတာပေတသားတထောင40မမဆိုရင်နော်အဲ40မမဒီအဲ60ဘော်ဖာဆိုရင်ပေါ့ဗျာ1160မီတာပေနဲ့ဆိုရင်နှစ်သား3,460ပေအထိထိရောက်အောင်ပြည့်လို့ရတဲ့လက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတော့အစကစအနေနဲ့အထိခိုက်များသောတာကเนาะအကောက်ွယ်ပြန်ကောက်ခြင်တဲ့စိတ်များလုံးလို့ဒီလက်လက်တွေရမြင်နိုင်ဆွမ်းဟုတ်ပါကန့်သက်ခံရတာတွေလည်းပါမှာပါเนาะပြီးတော့ဘယ်ရဟရမဆိုဒီလက်လက်တွေကကောက်ကောက်ထိရောက်တယ်เนาะကောက်ကောက်ထိရောက်တဲ့လက်လက်တွေဒီလက်လက်တွေလည်းပြည့်လို့ရတယ်ခြေလေးပြက်ကုတ်အနေနဲ့ပြအားပေးမလားရသေးတယ်ပြအားကောင်းတဲ့လက်လက်တွေလည်းဖြစ်တယ်တော့ထုတ်ချနေတာသူကအေအေနေနဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရွှေလျားယင်နော်ကားပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်တခုခုယင်ပေါ်မှာတက်တင်ပြီးတော့ရွှေလျားစနစ်လိုမျိုးတက်ဆင်ပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဝေဟင်မြေပြင်ရေပြင်အဲ့ကိုဖိတ်ချိတ်ချောက်ဖိအားပေးနိုင်မှာလည်းဖြစ်တယ်လုံလဲလုံပြီးတော့ပါပြီလို့ထင်ပါတယ်ဖြစ်တာဆိုဒါသူတို့ကပူတော့သိမှာပါဒီစိတ်ရည်ရည်တွေအားဒီဘာမှမရဘူးဆိုရင်တော့စနစ်သက်သမခုနှစ်ဒီဆက်တနက်ကြီးနဲ့လက်ရတော့တေချာပေါက်ပါပါတယ်နော်အေအေအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တဲ့စစ်လက်နက်တွေပါတခြားတိုက်စီရောက်မိတဲ့မောင်းပြန်တွေပါညာတွေ RPG တွေတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးเนาะဒါတွေကတော့ပုံမှာเนาะတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းပါလေရှိုးရုံးကြောင်းနေပါမယ်เนาะမြေကြီးမှာစိုက်တဲ့ရှိုးရုံးပေါ့ဆိုတော့เนาะဒီပုံမှာဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းရှိပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြီမောက်အကူညီမပေးရပါတွေပါမေးမလာပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာစစ်တွေမျိုးအဝင်အမြင့်ကျောင်းကြီးပါနေမှာမင်းချောင်းတရာကိုစစ်ကောက်စီမိုက်ခ်ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဒါဟာရေပက်လေဝိုင်းနေတဲ့စစ်တွေမျိုးကိုအေအေလာတိုင်းမှာကြောက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်တယ်အဲ့လိုပါပဲဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာကစ်စပါနဲ့တိတရာတို့လည်းလေချောင်းနဲ့ဗုံးကျဲတို့တချို့တရာအစိတ်ပိုင်းတွေပျက်စီးသွားသေးရနော်ပြီးတော့ဒါဟာစေရေးအကန့်အမှားနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပါရုပ်ပစ္စည်းတွေနော်အဝါလူတွေကောက်ဆောက်ကိုမေးခေါ်ပြတ်ထုတ်ပါလာတိုင်းရင်လည်းလက်ချမှာလားနော်မတိအောင်ငါတို့စဝိုင်းထုတ်ပြီးလက်မထုတ်ပြီးတောင်းဆိုပေးမယ်လို့ဘာလို့ညာတို့တွေပေါ့ဗျာအကွက်တွေခင်းပေါ့โอเคပါဒီတော့စစ်ကောက်စီတက်ရခိုင်ဒေသကိုဒီຫນွေဥပုတ်ကုတ်ခင်းတော့မှာလက်လော်ရောက်ဖို့တေချာနေတော့ရှိနေပါပြီเนาะဒီတော့တရုတ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့လဲအလံဝေလွန်သွားပြီเนาะတရုတ်ရဲ့မိစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ကစားတက်တဲ့အကွက်မစင်မချင်တဲ့စစ်ကောက်စီဘက်ကထပ်ပြီးရက်ပေးနေအောင်မဲ့ဆိုရင် geopolitical အသာစီးရသွားတဲ့အေးအေးဒီမိုကရေစီဆန်ပြီးအနောက်အုပ်စုဘက်တော့ရိတ်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะကြည့်လို့ပါဒီတော့စစ်နတ်တရုတ်တို့ရဲ့ဟုတ်စံရရှုပ်တဲ့ဘက်ကတော့လောင်းချင်းဘယ်တော့မှမထပ်ပါဘူး border line အရလည်းဝေးကွက်နေပြီတရုတ်ရဲ့ရေနံ pipeline စီးပွားရေး project ရှိတဲ့ရခိုင်ကမ်းမြောက်ဒေသမှာเนาะခံပယ်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့စစ်ကောက်စီကတော့ဘယ်သူမှမကူညီပါဘူးဒလိခောက်ဝေးကြောင်းမဲ့နေရာမှာသာကန့်ချမဲ့သဘောပဲမြင်ရပါတယ်ဘယ်တော့မှတရုတ်ဟာရှုပ်တဲ့ဘက်ကိုမလောင်းပါဘူးเนาะဒီတော့ဘယ်လိုမှဆက်လို့မရတော့မဲ့အုံနာမရှိတဲ့ကောက်ကိုတော့ကန့်ချမှာပါဒီတော့တရုတ်ကအဲ့ဒီချိန်နေမှာเนาะဝါကူထိုးတို့လို့လည်းဆက်နေဖို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလို့နိုင်ပါလေစစ်ကောက်စီပြောတော့နော်တနင်္ဂနွေလုံးတက်ခက်ခန့်နေရတဲ့စစ်ကောက်စီရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတေချာပေါက်လက်လော်ရမယ့်အခြေအနေကြုံနေပါပြီ
เอเอเซอุติชาวะละยักขิตะไอ้แม่สุดาละตะนายกันแล้วอนิทานะเซอานาရှင်ต้อมเหมี่ยวยีပြောสุท่าละจอกว่าข้าวสารนี่โหลปีเนี่ยอศีลเนี่ยยัดต้อมะข้าวสารนี่ไม่เข้าป่าวเนาะเปิดาอยู่จุยดาซามะกะลันเนี่ยปัญญาสุบิ๊ดเอเอเซอุติชาวะตั้วไถ่ชุโลยาแม่ป่อไม่ตุ้ยยาป่าวเนาะทีတော့เอเอเซอุติชาวะ KIA ข้าวสารนี่โหลแบบเนาะตะโยออซาโหไถ่ชุหมู่โหลหลอได้ปู่บีอายุใส่บีเล็กแค่มาไม่เข้าป่าวအဲ့လိုအခြေအနေမှာစစ်ကောက်စီပြုတ်လဲလာချိန်မှာတရုတ်ကစစ်ကောက်စီကိုဘက်ကထပ်ပြီးလုံးမဲ့ဆိုရင်ဘေကျင်းအစိုးရပါ BRI စီမံကိန်းတွေပါတရုတ်စီမံကိန်းတွေရော BRI လမ်းကြောင်းတွေရောရခိုင်စီးပွားရေးစင်ကြံဖောက်လို့မရပဲနဲ့ရပ်တန့်သွားမှာကိုစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်တဲ့တရုတ်ကားကောင်းသိပါတယ်နော်ဒီနေထားဖို့မှာကားကောင်းသိပါတယ်တက်ရှိ position အခြေအနေရောရခိုင်တပ်တော် AA ကိုပဲဘာကိလေးလောက်ရမှာပါနော်စစ်ကောက်စီဖြုတ်ချဖို့အစင်းကိုတရုတ်ကဘီတက်ပေးလိုက်မယ်ဟာတစ်ဖက်ကကြည့်နေပြန်ဖက်အိန္ဒိယထက်လက်ဦးမှုရယူဖို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်အိန္ဒိယဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ484တန်းတန်တဲ့ကလတံမြေဝစီမာကိန်းတစ်ခုအေအေလက်အောက်မှာထိချုပ်မှုအောက်မှာရောက်သွားပါပြီနော်အေအေကဘေကျင်းနယူးဒယ်လီနော်အပရုလောက်ရမဲ့အခြေအနေရောက်သွားပြီတရုတ်ဩဇာဟာအေအေမှာတရားမှုရှိနေတော့တရုတ်လက်ဦးမှုထက်အိန္ဒိယလည်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်နော်ဝိုင်းချစ်ကြမဲ့သဘောတွေးနေရတယ်ဆိုတော့စစ်ကောက်စီဖက်ကတော့သူလက်လော့ခဲ့ရတဲ့ချင်းဘလောက်ဝရခိုင်မျိုးတွေဒီတွေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဒီအာသာဖြေရသိစိတ်ဖြေတော့ပဲလုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်နော်အေအေလက်ထက်ကပြန်ယူဖို့ဆိုတာနော်ဒီကောင်ရဲ့အိမ်မဲလို့ပါပဲဘာမှမထူးလို့ပါဘူးနော်နေကင်းဘက်ထမင်းစားပြီးထမင်းလောက်ကြောင်ပြီးမဲ့တဲ့အိမ်မဲလောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီချင်းနေမှာအခက်မကြည့်တဲ့ဒီပုံစံမှာစစ်တပ်ဟာရှမ်းမြောင်းပါတဲ့နော်ရခိုင်ဘက်မှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုပုံများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့များလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲနော်ကြိုးပင်ကြိုးပင်နဲ့ထိချောက်တာတော့လက်နဲ့မချတဲ့ကန်တာမှာအကြောက်ဆုံးများတဲ့အကြောင်းတွေအတန်တွေကြားရတာပါနော်ဒီလိုမျိုးစစ်နော့တဲ့နင်းမြောက်တာတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာနော်အခြေအနေဟာဒီနှစ်မှာဒီတောင်ကိုမမကျော်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အခြေအနေဆောက်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချသိဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ဒီကောချုပ်ချင်းပါလေဒီစုတင်ပါလေနော်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆိုင်ရာတွေဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုပါပြီโอเคပါကျွန်တော်ကွန်မန့်တစ်ချက်ဖတ်ပြီးတော့ရက်လိုက်ပါမယ်